buổi tập chụp flash ngoài trời. Hôm nay mới hiểu được cái nỗi khổ của nghề làm mẫu anh em ạ. Bạch. Trời, chói hết cả mắt luôn. Và hôm nay là buổi tập thứ 2 của Giang Cu, với việc là sẽ chụp ánh sáng ở ngoài, có sử dụng đèn flash và lấy ven là mặt trời. Mặt trời đằng sau lưng tôi này. Đấy, và tôi đang ngồi trên ghế làm mẫu đây anh em. Đấy, mặt trời đằng sau, đèn flash sẽ pin trước mặt. Và đây là thành quả, Giang ơi vào xem nào. Đấy nhá, anh em nhá. Khép tận xuống khẩu 10. Thì xem lại ảnh luôn thì cũng chỉ cho mọi người luôn cách set luôn nhá. Đầu tiên là chúng ta, một, chúng ta chụp đến cái thông số mà chúng ta có thể lấy được chi tiết của bầu trời. Rồi, tiếp theo chúng ta bắt đầu fill bằng flash. Flash thì chúng ta sẽ test được công suất. Đấy, công suất như này là ok. Công suất đằng trước là hơi bị tối. Đó, bắt đầu fill lại flash này. Và bắt đầu test ở các hướng sáng của flash. Sau đó chọn những cái shot hình ưng ý thôi. Ok, vậy là khá là ok cho buổi tập flash thứ 2.